là những ngày vui được mong đợi nhất trong năm, nhưng cũng có thể là ác mộng đối với nhiều người. Quan trọng bạn làm chủ Tết hay Tết sẽ làm chủ bạn. Sau đây tôi liệt kê ra 7 trường hợp phổ biến. Mình ăn Tết chứ đừng để Tết ăn mình. Thứ nhất, có nhiều gia đình cả năm không dọn dẹp nên bắt tay trang hoàng nhà cửa, dồn hết vào những ngày trước Tết. Mệt mỏi, lu bù, đầu xù tóc rối, vợ chồng cáo giận, hò hét con cái. Đến tối 30 Tết, thậm chí sáng mùng 1 thì ai nấy đều đuối, hết Tết. Thứ hai, có những gia đình cứ quần quật đầu tắt mặt tối làm mứt kẹo, gói bánh, vân vân, vô tình tạo áp lực công việc cho cả nhà đến phút cuối cùng, hết Tết. Thứ ba, nhiều gia đình giữ truyền thống cúng bái mỗi ngày, sáng, chiều, tối. Mỗi lần là phải cúng đủ món, đủ mâm. Kết quả là nguyên Tết chỉ làm bạn dơi ông táo, rót nước, thắp nhang, rửa chén suốt ngày. Thật không may cho những ai làm vợ, làm dâu, những gia đình này, cộng thêm một chút gia trưởng của nhà chồng nữa thì chỉ có bài xuân này con không về, hết Tết. Thứ tư, có nhiều người thích sĩ diện, luôn sợ bà con hàng xóm bạn bè bình luận về mình. Ăn Tết có lớn không? Lì xì có nhiều không? Phải trái với họ hàng thế nào? Kết quả là ném tiền qua cửa sổ hoặc luôn căng thẳng stress đóng cửa trốn Tết luôn. Thực ra bạn không phải quan tâm đến dư luận làm gì. Dư luận có cho ta viên thuốc nào khi đổ bệnh đâu. Ai cũng có chuyện để lo, cứ lo đi mà sống. Nếu không thì hết Tết. Thứ năm, chính là những gia đình suốt ngày bày biện mọi thứ ra để tiếp khách. Ngày Tết, khách đến nhà chơi là chuyện quý hóa. Thế nhưng cứ mỗi khi có khách đến thì lại hò hét vợ con rót nước, pha trà, bày rượu, tét bánh. Khách chỉ nhấp môi một tí ra về, sau đó lại dọn bàn, lau bàn, rửa ly, khách mới lại tới. Thiết nghĩ có cần thiết phải khách sáo, bài bản phức tạp đến mức vậy không? Nếu vậy thì suốt ngày cứ dọn bàn, rửa ly, bày đồ ăn Tết là hết Tết. Thứ sáu, có nhiều ông chồng cứ lang thang tất niên hết nhà này đến nhà khác. Hết tất niên thì đi chúc Tết, rượu chè bê bết. Về nhà, đầu mau năm, gây gỗ vợ con. Người hôi hám mệt mỏi lăn ra ngủ. Mất tư cách phong độ người đàn ông khiến cả nhà mất vui. Mối quan hệ nào với họ cũng quan trọng, điều ấy chỉ toàn là ngụy biện. Cuối cùng, nhưng chưa phải là hết. Cờ bạc, chạy nhanh phóng ẩu cũng làm Tết trở thành những kinh nghiệm viết tắt của cụm từ những trải nghiệm phát kinh, hết Tết. Tóm lại, ngoài một chút theo tâm linh cổ truyền dân tộc, có lẽ chúng ta nên thay đổi. Tết chỉ có vài ngày, hãy yêu xuân đâu đó, vui là chính các bạn nha. Tết nhẹ nhàng, bình an, Tết sum vầy nhưng cũng nên vừa phải, tiết kiệm. Bạn nên nhớ, mình ăn Tết chứ không phải Tết ăn mình. Đối với tôi, Tết là dịp để vui và tận hưởng một kỳ nghỉ nhẹ nhàng. Do vậy, tôi sẽ không kéo việc vào ngày Tết để kiếm thêm, không cố quá sức để tặng quà hay nhất thiết phải về quê mới có Tết. Tất nhiên, để có thể vượt qua thói quen, quan niệm về quê mới có Tết hay Tết đi xa về phải tặng quà cho hàng người thân, hàng xóm mới thể hiện được sự quan tâm, thì chính tôi từng có nhiều năm tháng vật vã vì điều đó. Khi đủ lớn, tôi nhận ra mình làm những việc đó không phải đến từ mỗi một lý do là thương, quan tâm, mà đâu đó còn vì tôi sự sĩ diện. Hay nói cách khác, tôi làm vì tôi muốn tạo ra hình ảnh là người có điều kiện, làm ăn khá giả khi tha hương. Tôi biết cha mẹ, nhiều người cũng mong con mình đi xa và thành đạt, trở về dịp Tết với hình thức tốt. Đó cũng là sự hãnh diện của ông bà, nhưng đó cũng là áp lực của cha mẹ đối với con cái. Áp lực như người ngày xưa, con cái phải học cho thật giỏi để cha mẹ nở mặt nở mày với xóm giềng bà con. Tôi không đồng ý chuyện cha mẹ lấy sự học giỏi thành đạt của con làm trang sức cho mình, tạo áp lực cho con cái. Nếu con học giỏi thành công trong cuộc sống, đó là điều rất đáng mừng. Nhưng nếu con cái không đạt được chuẩn thành công nào đó thì cũng chẳng sao, miễn con cái khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc với cuộc sống đang là của con. À
ai cũng biết, mấy năm qua, đại dịch Covid-19 đã khiến con người khổ sở lo lắng nhiều mặt. Trong đó, ngoài sức khỏe, tính mạng thì sự suy thoái kinh tế kéo theo sau đó đã làm cho nhiều người điêu đứng vì mất việc, giảm việc, phá sản. Để có thể trụ lại ở thành phố không phải là chuyện dễ. Tết này khó khăn lắm, tôi đã nghe rất nhiều lời than thở chân thành như thế trong bối cảnh tàu xe tăng giá, vật giá leo thang. Thắt lưng buộc bụng là gợi ý hay. Tất nhiên, không chỉ vì Tết này khó khăn mà còn là thói quen tiết kiệm nên hình thành trong giới trẻ. Có nhiều bạn trẻ dường như đứng ngoài câu chuyện suy thoái kinh tế, có thể do các bạn bận tâm quan tâm tới thời trang mới, những tranh cãi vô bổ trên mạng, hoặc có thể các bạn không nhìn thấy những lo lắng trên khuôn mặt của cha mẹ mình, hoặc cha mẹ không muốn nói ra những khó khăn để con cái không phải lo lắng trong tuổi hoa niên tuyệt đẹp của đời người. Tết vui là Tết dành cho nghỉ, nạp năng lượng từ gia đình, đừng bày biện mâm to cổ nhỏ, cũng đừng đòi hỏi hay quá trong chuyện phạt quà cáp. Đừng là soi mói xem lì xì bao nhiêu, quà cáp cúng kiến lì xì vốn là những nét đẹp truyền thống cần gìn giữ, nhưng nó phải tùy cơ ứng biến, tùy duyên biểu hiện và dù có thế nào cũng vui. Thời hiện đại, khoảng cách không quá xa khi ta có thể bắt máy gọi video cho người thân, xem trực tiếp những gì đang diễn ra cách mình nửa vòng trái đất. Tết theo đó cũng gần trong tay, nên đừng áp lực đường về khi tàu xe khó khăn, lấn chen mệt mỏi. Tóm lại, đừng vui Tết cho người, phá Tết của mình. Trong tất cả mọi ứng xử, chúng ta hãy nghĩ tới chính mình trong sự thoải mái, để không gồng mình sống khác với sự đuối sức, căng thẳng